chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt New TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi hôm nay sẽ gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau. Phát hiện chấn động đội quân ma của Pol Pot tại Lào và Việt Nam sau hàng thập kỷ. Thưa quý vị, dư luận lại dậy sóng khi thông tin về đội quân ma của Pol Pot, kẻ đã diệt chủng hơn 2 triệu người từng sống như những bóng ma sống tại Việt Nam, đây được coi như là một trong những câu chuyện kỳ lạ nhất về chiến tranh biên giới nói về một toán lính pol pot khi bị quân đội việt nam đánh bại đã tìm cách sống trốn tránh trong một vùng đất xa lạ để tự bào chữa cho họ thoát khỏi nỗi sỉ nhục bị thất bại suốt một thời gian dài kể cả sau khi kết thúc chiến tranh họ biến thành một thứ gọi là những bóng ma sống họ sống trong những cơn ác mộng bởi chiến tranh và chịu sự phán xét của tòa án lương tâm cùng nỗi dày vò thống khổ. Và đây là những nội dung chính mà chúng tôi muốn truyền tải đến cho quý vị trong bản tin thời sự đặc biệt ngày hôm nay. Thưa quý vị, theo các nguồn tin thu thập chúng tôi có được, một trong những người lính trong đội quân Ma là một sĩ quan tình báo thuộc quân đội Khmer, tên là Thạch Kha. Anh ta được cho là bắt đầu làm việc tại lực lượng lính bộ binh của quân đội Khmer Đỏ được huấn luyện để trở thành một sĩ quan từng báo. Sau khi bị quân Việt Nam đánh bại, số lính boss khi đó bị phân tán và mất phương hướng, mạnh ai nấy chạy. Nhiều tên trong số đó đã chạy lạc vào cánh gần U Minh ở Kiên Giang. Thạch Kha nằm trong số họ, và những người lính Khmer Đỏ này thường xuyên ẩn hiện để tiến hành các cuộc tấn công chết nhoáng vào lực lượng quân đội quân khu chính sau đó những người đồng đội của chúng lớp thì đầu hàng, lớp thì bị giết. Chỉ còn Thạch Kha may mắn sống sót, nhưng cuộc chiến trong anh ta chỉ thực sự chấm dứt mãi mấy chục năm sau đó. Trong khi cả thế giới dõi theo việc, khi mà đỏ sụp đổ, thì anh ta không tin nó là sự thật. Khẳng định rằng tất cả chỉ là đòn tuyên truyền. Trong mắt Thạch Kha, chiến tranh đang tiếp diễn và anh ta phải phục tùng mệnh lệnh. Thạch Kha sống một mình trong những cánh rừng già của rừng U Minh và hay đột nhập các nơi ở của dân để lấy cắp thực phẩm hoặc gia súc và sẵn sàng giết bất kỳ ai có ý đồ ngăn cản. Và nạn nhân đã bị thiệt mạng trong các vụ này. Anh ta đã cố gắng hết sức để giữ gìn vóc dáng cao lớn cũng như cẩn thận lao chùi vũ khí bóng nhoáng vốn là niềm tự hào của người lính. Thạch Kha từng phát biểu mỗi người lính Khmer luôn sẵn sàng quyết tử nhưng một sĩ quan tình báo như tôi sẽ không thể chết và phải tiến hành chiến tranh du kích đến cùng nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì quả là một nỗi ô nhục chính quyền địa phương đã từng cố gắng chiêu dụ anh ta ra khỏi rừng nhưng đều không thành công gia đình và bạn bè của Thạch Kha thậm chí đã đến rừng U Minh gọi loa và phát tờ rơi nói rằng anh ta sẽ an toàn khi ra khỏi rừng nhưng anh ta không tin. Không lâu sau, Thạch Kha đã tình cờ chạm trán một thợ săn người Khmer Cà Gôm. Người này rất sửng sốt khi nhìn thấy viên sĩ quan Khmer Đỏ trong rừng. Không lâu sau đó, một thông điệp đã được gửi tới người từng là chỉ huy của anh ta trong thời chiến đã đầu hàng quân đội Hun Sen. Giờ đây, ông ta đang là một thương nhân. Ông này sẵn lòng đi tới rừng U Minh Nơi đây ông đã đoàn tụ với người thuộc cấp 52 tuổi. Khi đó Thạch Kha, dáng người mệt mỏi, quần áo cáo bẩn nhưng vẫn đeo xuống trường. Ông thương nhân đã giải thích cho người lính của mình rằng chiến tranh đã lùi xa và đã kết thúc. Vị thiếu tá này cũng đọc tuyên bố chính thức đầu hàng và hạ lệnh cho Thạch Kha ngừng nhiệm vụ. Anh ta đã được đưa tới tỉnh Kiên Giang và đầu hàng chính quyền Việt Nam và nhận được sự ân xá trở về Campuchia. Tuy nhiên, được biết Thạch Kha chưa bao giờ thực sự hòa nhập với cuộc sống ở quê nhà hay trong xã hội hiện đại. Ông ta đã đi tới một vùng xa xôi hẻo lánh mãi tận Thái Lan để bắt đầu dựng một nông trại dành cho những người Campuchia nhập cư sống một cuộc đời bình dị. Trong một trường hợp khác, Hồ Nam Hồng phục vụ quân đội Khmer Đỏ, sau đó được Điều sang những cánh rừng già, nhiều mũi, gần biên giới Lào. Sau khi quân đội Việt Nam tấn công vào Campuchia, Hồ Nam Hồng và những người lính Khmer Đỏ bị phân tán trong các vạt rừng và bạc ngàn ở vùng biên giới Lào. Họ tự chống chọi để tồn tại. Trong vòng vài năm, số lính Khmer Đỏ tàn dư cứ rơi vụn dần, nhưng anh ta sống sót nhờ vào sự tập ăn của mình. Rắn, ếch, chuột, côn trùng, kỳ đà, sâu, hay mọi thứ đều biến thành thực đơn hồi năm Hồng cũng nghĩ ra nhiều cách để thú hoang rất tài tình để lấy thịt dự phòng anh ta biết cách xóa dấu vết của mình để tránh bị phát hiện cũng như tự học cách ngụy trang đào hang để cư ngụ và sống hòa mình vào đại ngàn hoang dã được biết các đồng đội của anh ta đều chết vì lũ lụt đói kém ăn trúng động vật độc hay bệnh tật nhưng Hồ Nam Hồng vẫn kiên trì một mình đấu tranh để sinh tồn. Trái với Thạch Kha, Hồng luôn tin rằng ông ta sẽ được đồng đội cứu mình và ông cố gắng sống để được gặp mặt đồng đội. Ông ta ngày càng trở nên tiều tùy, tay cầm khẩu xuống trường nghỉ xét. Hồ Nam Hồng đã trở thành bóng ma trong gừng và khi nghe tin chiến tranh kết thúc, ông lại cố gắng lủi sâu hơn vào gừng già bởi lo sợ sẽ bị bắt giữ và bị hành quyết. Sau hàng chục năm sống chui lũi, ông ta cuối cùng bị phát hiện bởi một toán thợ săn. Lo sợ bị đám người này giết, ông ta đã lập mưu lấy cắp các khẩu xuống trường, nhưng sau đó toán thợ săn vẫn quật ngã người gừng và mang ông ra thế giới văn minh. Bị bắt là một nỗi sỉ nhục của người lính, vì thế ông ta đã phủ phục xuống đất và cầu xin đám thợ săn hãy giết mình ngay khi đó. Cũng như Thạch Kha, việc Hồ Nam Hồng quay về Campuchia đã tạo nên một cơn sốt trong giới truyền thông. Nhưng ngay cả khi lập gia đình, ông ta vẫn nhận ra rằng ông không thể tự điều chỉnh hành vi trong thế giới văn minh. Hồ Nam Hồng sau đó lại lên đường quay trở lại Lào, sống và qua đời ở đó. Mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu thêm về Pol Pot, thủ lĩnh Khmer Đỏ. Pol Pot, tên khai sinh là Sa sinh ngày 19 tháng 5 năm 1925 tại tỉnh Campong Thông, miền trung Campuchia, khi đó nằm dưới sự bảo hộ của Pháp. Gia đình Pol khá giàu có, ông được theo học các trường dạy bằng tiếng Pháp. Năm 1949, ông giành được học bổng du học tại Paris và tại đây ông bắt đầu tham gia hoạt động chính trị theo xu hướng cộng sản. Năm 1953, ông quay trở lại Campuchia và trở thành một trong những người đứng đầu phong trào cộng sản ngầm Khmer Đỏ. Năm 1963, Khmer Đỏ thiết lập các căn cứ du kích ở những vùng hẻo lánh nhằm chiến đấu chống lại chính phủ của Thái tử Sihanouk. Năm 1970, tướng Lonon lật đổ Sihanouk. Cuộc nội chiến nổ ra giữa quân đội Lonon và quân Khmer Đỏ. Tháng 4 năm 1975, khi mà đỏ chiếm được thủ đô Phnom Penh, dưới sự lãnh đạo của Pol Pot, họ đặt lại lịch thành 5 Zero và cố gắng hiện thực lý tưởng biến Campuchia thành một xã hội điền địa cộng sản. Tất cả những cư dân sinh sống ở các thành phố, thị xã của Campuchia đều bị ép chuyển tới lao động tại các làng xã nông thôn. Tiền bạc, tài sản cá nhân cũng như tôn giáo đều bị xóa sổ. Hàng nghìn người bị giết trong những trại giam đặc biệt và hàng nghìn người khác chết do nạn đói và bạo lực. Sau khi Khmer Đỏ nhiều lần tấn công tràn qua biên giới Việt Nam Campuchia, Việt Nam đã can thiệp quân sự vào Campuchia và lật đổ chế độ Khmer Đỏ năm 1979. Pol Pot trốn ở vùng biên giới với Thái Lan và chống lại chính quyền được Việt Nam hỗ trợ đóng ở Phnom Penh. Cũng vì chống lại chế độ cộng sản tại Việt Nam mà Khmer Đỏ tiếp tục nhận được sự trợ giúp từ bên ngoài. Năm 1997, sau một cuộc đấu đá quyền lực trong nội bộ Khmer Đỏ, Pol Pot bị những đồng chí cũ bắt giữ và bị kết án quản thúc tại gia đến hết đời. Pol Pot mất ngày 15 tháng 4 năm 1998. Trong một diễn biến liên quan, Bộ Công an nói về vụ án bà Phương Hằng, ca sĩ Vi Anh. Liên quan đến vụ án bà Phương Hằng, có nhiều hành vi diễn ra trong nhiều năm và trải dài ở nhiều địa bàn. Đó là lý do nhiều cơ quan cùng giải quyết vụ việc liên quan đến vụ án bà Nguyễn Phương Hằng và các cá nhân liên quan tại cuộc họp báo Bộ Công an chiều ngày 28 tháng 3, đại tá Trương Thọ Toàn, phó chánh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C01 cho biết quan điểm chỉ đạo của Bộ Công an và công tác công an các địa phương là tiếp nhận tất cả nguồn tin tố giác tội phạm một cách thận trọng việc xác minh xử lý phải qua nhiều công đoạn, áp dụng nhiều biện pháp, nhất là các vụ án phức tạp. Theo ông Toàn, vụ án liên quan bà Phương Hằng có nhiều hành vi diễn ra trong nhiều năm, liên quan nhiều người và trải dài ở nhiều địa bàn. Vì vậy, công tác xác minh cần nhiều thời gian. Đó là lý do nhiều cơ quan cùng giải quyết vụ việc trên cơ sở đảm bảo yêu cầu của quy định pháp luật. Phòng Cảnh sát điều tra công an, thành phố Hồ Chí Minh PC01, hai phòng cảnh sát thì đều do một thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra chỉ đạo. Trên cơ sở tổng hợp kết quả điều tra, xác minh, Đại tá Trương Thọ Toàn nói và cho biết trong một số hoàn cảnh, việc phân chia cơ quan thụ lý đơn tố giác tội phạm nhằm giải quyết vụ việc một cách nhanh chóng. Như đã đưa tin, sau khi con trai bà Nguyễn Phương Hằng gửi đơn đề nghị xử lý 35 cá nhân, trong đó có ca sĩ Vi Oanh, về việc lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của bà Hằng. Ca sĩ Vi Oanh đã gửi đơn kêu cứu bày tỏ lo ngại vụ án có thể không được giải quyết toàn diện khi PC01 Công an thành phố Hồ Chí Minh thụ lý việc xử lý bà Hằng. Còn PC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh thụ lý đơn tố giác một số cá nhân trước đó được xác định là bị hại của bà Hằng. Tròn một năm sau khi bà Nguyễn Phương Hằng bị Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt tạm giam. Ngày 24 tháng 3 năm 2022, Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bị can, bắt tạm giam nhà báo Đặng Thị Hàn Ni và luật sư Trần Văn Sĩ về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Biện pháp tố tụng được thực hiện sau khi phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận, thụ lý xác minh tố giác của ông Huỳnh Uy Dũng và vợ là bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo bà Ni và ông Sĩ đã đăng tải các đoạn ghi hình với nội dung xúc phạm danh dự nhân phẩm của vợ chồng ông Dũng. Xâm phạm lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần Đại Nam và quỹ từ thiện Hằng Hữu. Sau đó ông Nguyễn Quang Tuấn, con trai bà Hằng, cũng có đơn đề nghị xử lý 35 cá nhân về hành vi lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân bà Hằng. Ngày 21 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh có giấy triệu tập ca sĩ vi anh đến làm việc về đơn của ông tuấn tuy nhiên nữ ca sĩ không đến làm việc gửi đơn khiếu nại đơn kêu cứu khi cho rằng ông tuấn không có quyền tố cáo thay bà hằng và việc gửi giấy triệu tập không phải giấy mời cho người được xác định tư cách là bị hại trong vụ án của bà phương hằng khiến ca sĩ vi anh lo lắng ngoài ra vi anh cũng lo ngại vụ án không được giải quyết toàn diện khi PC01 Công an Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý vụ án bảo Phương Hằng, còn PC02 Công an Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý đơn tố giác 35 cá nhân. Thời lượng còn lại của chương trình thời sự là bản tin quốc tế. Ba lựa chọn của Ukraine nếu Nga theo đuổi chiến dịch quân sự đến cùng. Nga nhiều lần tuyên bố sẽ theo đuổi đến cùng chiến dịch quân sự ở Ukraine để đạt mọi mục tiêu đề ra. Trong khi đó, khi S khẳng định không bao giờ nhượng bộ về lãnh thổ. Sau hơn một năm, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đang gơi vào bế tắc. Hai bên đều phải gánh tổn thất lớn, đặc biệt Nga phải chứng kiến một loạt bước lùi trên chiến trường khi phải rút quân khỏi một số khu vực ở Ukraine. Tuy vậy, Moscow dường như chưa có ý định kết thúc chiến dịch quân sự ở Ukraine. Thay vào đó, tiếp tục dồn quân trên mặt trận Bamut và Adiska ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Trong bản đánh giá mới nhất, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ đã nhận định ba lựa chọn lúc này của Ukraine. Thứ nhất, Ukraine có thể lựa chọn ngừng giao tranh ngay cả khi Nga tiếp tục các cuộc tấn công trên bộ và trên không. Đây là kịch bản Kiev chắc chắn không mong muốn và ít khả năng xảy ra bởi nó sẽ kéo theo thất bại thảm hại cho Kiev thứ hai kiev tiếp tục chiến đấu nhưng với mục tiêu hạn chế ở việc bảo vệ các vùng lãnh thổ mà họ đang kiểm soát tuy nhiên điều này không đồng nghĩa với nga sẽ dừng lại ở đó mà sẽ tiếp tục mở rộng chiến dịch quân sự đến những vùng khác của ukraina thứ ba ukraina sẽ mở các đợt phản công quy mô lớn nhằm hai mục đích gồm buộc nga ngồi vào bàn đàm phán hoặc tạo ra ưu thế quân sự để ukraina có thể đóng băng xung đột kịch bản này được đánh giá nhiều khả năng xảy ra nhất. Ukraine được cho là đang lên kế hoạch phản công vào khoảng tháng 4 hoặc tháng 5, tới khi nguồn viện trợ vũ khí hiện đại từ phương Tây trở nên dồi dào hơn. Đó là lý do quân đội Ukraine tiếp tục ra sức bảo vệ ba ở Đồng Donetsk, mặc dù giới phân tích tin rằng thành phố này có rất ít giá trị chiến lược. Một số chuyên gia quân sự khuyến cáo Kiev không nên lãng phí thêm nguồn lực và binh sĩ trong mặt trận ba và để dành cho chiến dịch phản công về sau. Theo ISVK, Ukraine cần đạt được nhiều cuộc phản công thắng lợi hơn nữa để gia tăng triển vọng hòa đàm hoặc gây sức ép, buộc Moscow chấp nhận thực tế bất lợi trên chiến trường và không thể hy vọng xoay chiến cục diện nếu tiếp tục chiến dịch quân sự. Trong khi đó, một số nhà phân tích lo ngại, ngay cả khi Kiev và Moscow đạt được thỏa thuận ngừng bắn, Nga có thể tận dụng cơ hội đó để tập hợp khôi phục lực lượng cho các cuộc tấn công trong tương lai. Ukraine nhiều lần tuyên bố sẽ không chấp nhận bất cứ điều khoản hòa đàm nào buộc họ phải nhượng lại lãnh thổ cho Nga. Trong khi đó, Moscow khẳng định sẽ theo đuổi đến cùng để đạt mọi mục tiêu đề ra trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Các cuộc đàm phán giữa Moscow và Kiev bế tắc kể từ tháng 3 năm ngoái. Trong một diễn biến liên quan, Nga tập kích tên lửa gây tổn thất lớn cho thành phố miền đông Ukraine. Nhà chức trách Ukraine cáo buộc quân đội Nga đã bắn hai tên lửa vào thành phố Sovian hôm ngày 27 tháng 3. Trong một thông báo được đưa ra hôm ngày 27 tháng 3, ông Paolo Kigilenko, người đứng đầu chính quyền quân quản vùng Donetsk của Ukraine, cáo buộc quân đội Nga đã tiến hành một trận tập kích tên lửa nhằm vào thành phố Sovian. Theo ông Kigilenko, hai tên lửa phòng không S-300 được khoáng cải để tấn công mục tiêu mặt đất đã được sử dụng để tấn công Sovian vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng ngày 27 tháng 3. Vụ tập kích này đã để lại thiệt hại nghiêm trọng cho phía Ukraine. Nhiều tòa nhà cao tầng và văn phòng làm việc đã bị phá hủy bởi tên lửa Nga. Thương vong về người cũng đã được ghi nhận. Tính đến 15 giờ hôm nay, đã có 34 người thương vong sau vụ tập kích của Nga, bao gồm hai người thiệt mạng. Trong số những người bị thương, có 5 người đang ở trong tình trạng nghiêm trọng. Các tòa nhà hành chính và văn phòng, một tòa chung cư 5 tầng cùng 7 ngôi nhà khác cũng đã bị phá hủy. 10 ô tô cũng đã bị cháy sau vụ tập kích của tên lửa Nga, cảnh sát vùng Đông Nát cho hay. Theo nhà chức trách Soviet, ngay sau vụ tấn công hôm ngày 27 tháng 3, các đội điều tra, rà phá bom mìn, cấp cứu và lực lượng phản ứng nhanh đã được điều động đến hiện trường công tác cứu hộ về cơ bản đã kết thúc trong ngày. Cũng trong ngày 27 tháng 3, hai tên lửa S-300 khác đã được Nga phóng về phía thành phố zukika Vụ tập kích này đã khiến một trả trẻ và một số công trình hạ tầng xã hội bị hư hỏng. Tuy nhiên, thương vong về người hiện chưa được ghi nhận ở zukika